Xin chào các bạn. Ở phần này thì chúng ta sẽ cập nhật ngôn ngữ cho cái ứng dụng mình. Thì mình sẽ hiểu là mình sẽ Việt hóa cái ứng dụng này. Thì ở đây ứng dụng này có một cái file Excel dùng để chuyển ngữ theo nhu cầu. Vậy thì cái file này nó sẽ nằm ở ngay thư mục mà chúng ta giải nén ra thành PowerPoint. Đây là cái file đó. Hiện tại thì mình đã Việt hóa cho nó hết. Ở đây mình sẽ có cái ngôn ngữ tiếng Việt. Thì cách mình Việt hóa thì tất cả các cái cột này mình sẽ dựa vào cái giá trị gốc là tiếng Anh, đây mình sẽ dịch lại thành tiếng Việt ở đây. Khi mà mình dịch xong thì đã có được cái file chuyển ngữ hoàn chỉnh. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ vào cái ứng dụng trên PowerPoint. Chúng ta sẽ vào giữa. Tiếp đến chúng ta sẽ vào cái màn hình là Select Team Screen ở đây. Và chúng ta sẽ chọn vào cái mục là Select Team này. Rồi, cái này mình để mặc định nha, mình sẽ không chọn thêm bất cứ cái thông tin gì ở đây. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ tắt cái file này đi. Sẽ chuẩn bị cập nhật lên trên ứng dụng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào mục Data. Này, chúng ta sẽ thấy cái file Excel. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái file này đi và thay bằng cái file của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ add data lại Excel. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm lại cái file đó trên máy mình nha. Rồi đây chúng ta sẽ thấy có cái bảng. Rồi chúng ta chọn cái bảng đó, chúng ta kết nối. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ sang mục Preview. Đây chúng ta sẽ bấm vào chúng ta click on Start đây. Chúng ta sẽ thấy đây là cái ngôn ngữ của chúng ta. Đây mặt trên nó sẽ đặt là tiếng Anh. Đây. Rồi ngoài ra thì nó sẽ lấy dựa trên cái trình duyệt web hay là cái ứng dụng chúng ta nữa. Thì bây giờ để kiểm thử chúng ta sẽ lưu lại cái ứng dụng này cho Publish. Rồi bây giờ chúng ta muốn kiểm thử thì chúng ta sẽ mở lại cái ứng dụng chúng ta. Đây. Rồi chúng ta thấy nó vẫn là tiếng Anh. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chủ động chúng ta đổi cái ngôn ngữ Team đi. Rồi chúng ta lưu lại. Rồi như chúng ta đang thấy thì các cái ngôn ngữ trong cái ứng dụng này nó đã được đổi sang tiếng Việt. Đấy. Tất cả những cái chữ mà mình đã chủ động mình dịch bằng tay mình cập nhật vào thì đây chúng ta sẽ làm thử nha. Đấy, tất cả nó đã được đổi. Đấy, các cái lớp này mình đặt tên như thế nào thì nó vẫn như vậy thôi, cái này mình không có can thiệp. Rồi đây là các cái thứ mình đã chỉnh này. Rồi bây giờ chúng ta chọn giữ giờ đi. Đó, tất cả đều đã được dịch rồi. Rồi chúng ta xem lịch giữ giờ nha. Nghe chưa, bây giờ nó mới thông báo đấy. Tức chúng ta đã thêm được vào nhóm. Đây, các cái thông báo giờ nó cũng đã được dịch sang tiếng Việt chúng ta. Đây. Rồi chúng ta quay lại ứng dụng. Chúng ta xem cái lịch giờ đây. Chúng ta thấy không? Cái chỗ này thì nó hơi nhỏ thì chúng ta có thể chủ động vào cái ứng dụng của PowerPoint đây, chúng ta cập nhật lại các cái hình, các cái textbox ở đây nha. Mình sẽ không có can thiệp vào nữa. Rồi, đó chúng ta bấm kết thúc chẳng hạn hoặc là thêm giờ tùy mình thêm thử. Đây, tất cả những thông tin đã được chỉnh sửa lại rồi. Như vậy là đây cũng là cái video cuối cùng trong cái xây dựng ứng dụng giờ sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc dạy học trực tuyến